Xin chào các bạn đến với kênh Đức Nhân TV. Hôm nay mình chia sẻ các bạn vào cách vít tỉa tạo tán cho cây bưởi trong hai cái giai đoạn của cây bưởi. Thứ nhất là cây bưởi tơ và cây bưởi đã thu hoạch thì tỉa vít như thế nào. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái cây bưởi tơ trước. Cây bưởi tơ thì các bạn ạ, thì muốn để cây bưởi tơ có quả thì sớm thì chúng ta sẽ để những cành nào thì có quả sớm và nên cắt tỉa những cành nào. Thì hôm nay mình chia sẻ các bạn một cái video nói về cắt tỉa cây bưởi lúc mà còn bắt đầu từ nhỏ. Ví dụ như cây bưởi như thế này các bạn này. Cây bưởi như thế này. Đây cây bưởi tơ mình dòng mới được có vài tháng bạn nhé. Thì nượt quả bao giờ nó cũng nằm ở dưới các bạn này. Em quay cho mọi người xem. Đây này. Các nượt quả nó sẽ nằm ở dưới này các bạn. Cho nên các cành ở dưới này nó già này thì các bạn không nên cắt bỏ này. Trừ là nó các cành nào nó mau quá thì chúng ta mới tỉa thôi. Còn ta phải nuôi các cành ta tăm nhiều các bạn nhé. Thì nó nuôi quả này nó nuôi quả từ gốc này đấy. Cho nên ta phải để cành gốc. Sau khi mà các cành trên này nó nhiều hoặc là trên này nó lâu năm nó đi được kín rồi ấy, thì mình bắt đầu mình cắt tỉa cành dưới để mình chăm sóc cho dễ. Thế còn một số cái cách là chúng ta sẽ cắt tỉa tạo tán nào. Thì bây giờ mình chia sẻ các bạn nhé. Thí dụ như cái cây này, cành này thì là không có được gì, nhưng mà nó mau cây này là chỉ bấm bỏ các bạn này. Nó mau này phải cắt tỉa bỏ những cái cành tăm quá này. Đấy, tập trung rồi. Đấy, vẫn thể thoáng ra nhưng mà chúng ta sẽ tỉa cành này ta phải cắt bỏ này. Đấy, những cái nào đáng để thì mình cũng chia sẻ luôn. Thì cành này nó nhiều chút này quá, cành tăm này rút ở dưới cây này mình phải cắt bỏ này. Đấy các bạn nhé, đấy các cành khô này. Các cành này nó bé quá thì cũng cắt bỏ này. Đấy, nó bé quá này. Cắt tỉa tạo tán các bạn nhé. Bây giờ mình chia ra các cành trước mình cũng đã cắt tỉa này, này tỉa ra này. Đấy và những cành như thế này chúng ta phải nó mau quá này ta phải bấm bớt này, trông nó thoáng nó có cành nhưng mà không phải để mau quá các bạn nhé. Có cành cũng phải để mau quá. Đấy các bạn, cành rút ở dưới này ta cũng nên cắt bỏ này. Đấy, số này nó 3-4 cành này chúng ta cũng phải nên tỉa bớt cho thoáng này. Đấy để cũng không để nó rút vào đây thì nó cũng tối quá này. Các cành này cũng nên cắt bỏ này. Đây mình sẽ chia sẻ các bạn luôn. Còn cái cành này thì chúng ta phải nên bấm vào đầu này cho nó nảy nọc ngang ra các bạn nhé. Cành này thì cũng phải bấm để cho nó nảy nọc, nó không phát ra thì nó sẽ phát ngang để nó kín tán và nhé, để cho mình nuôi các quả ở dưới trước, nuôi các quả ở dưới trước. Như cành này thì là có hai cách. Cành này mình chia sẻ cành này đây. Cành này nó dài quá mà mình để này thì chút này trên này không có quả các bạn nhé, nó sẽ không có quả mà nó quả từ đây. Chút này nó sẽ bị trừ bao giờ cành dưới nó đẩy lên thì mới chỗ này mới kín tán. Thì cách này có hai phương pháp, một là cắt luôn bỏ cho nó này nọc xuống dưới, hai là các bạn có thể làm phương pháp vít cành nhé. Vít cành ví dụ các bạn có thể cách thứ nhất là cách bạn tạo tán thì các bạn có thể làm cắt ngang đây, cắt ngang đây cũng được, mình bấm vào đây thì bắt đầu nó sẽ nảy nọc ra, sau đó tán nó tròn. Hai là các bạn có thể vít cành này xuống đây bạn này, ta buộc để ta lấy cành này nó rộng ra đây và cho nên nó sẽ nảy nọc lên, nó nảy nọc đây các bạn nhé. Đây là cái phương pháp là vít cành này. Nếu vít cành thì nó không lãng phí, các bạn thấy có nhiều lúc tiếc ấy thì các bạn, một số người cả quê mình thì dùng vít cành. Đấy, vít cành thì nó sẽ lấy đây này nọc lên, nó cũng chia tán lên đây, chỗ này nó không bị chỗ này không bị khuyết, nó vẫn đủ các cành nó bay ra và đây thì nó cũng ra tròn tán sớm, tức là tán to sớm. Rồi bây giờ mình lấy cái dây mình buộc mình kéo xuống các bạn xem. Còn cắt thì đơn giản thôi, các bạn xẻo phát đây thì nó sẽ nảy ra đây, nhưng mà mình tận dụng các cành này nó ra ngoài để cho nó rộng này sớm này, diện tích nó rộng ngoài này sớm thì ta một cách ta buộc vào đây, ta buộc một cái dây, ta buộc ta vít kéo xuống. Đây là phương pháp vít tỉa tạo tán các bạn nhé, tổng hợp luôn. Các bạn mà không muốn cắt thì các bạn vít xuống cho mình. Thì các bạn vít xuống, kéo xuống cành ở dưới này các bạn. Kéo xuống dưới này. Ta buộc vào cành ở dưới hoặc là nếu còn nữa ta phải đóng cọc nó buộc thì tốt nhất, đỡ vướng. Đấy là một cách mà chúng ta làm như một số gia nhà vườn là không muốn cắt cành thì chỗ này còn chỗ này cả cành nào mau thì ta sẽ tỉa sau các bạn, ví dụ này mau hoặc là rút ở dưới ta bấm sau này. Đấy. Ta tạo để cho nó chỗ nào cũng có tán các bạn nhé. Đấy, sau đó ta vít ra bẻ sang bên này nó chẳng hạn. Cái này ta sẽ bẻ sang đây cho nó tròn tán này. Còn nếu muốn để dưới này thì ta để dưới này lên các bạn nhé. Đấy chính là cách phương pháp là vít tỉa tạo tán. Nếu mà chỗ này sau đó nó sẽ nảy đây ra, nó sẽ cả tán ra đều ra hoặc mình bấm vào các cành ở dưới này sẽ như ra ra các bạn này. Nó sẽ nảy lộc ra. Đấy. Mình có thể là kéo ra những cái chỗ nó quang hơn chẳng hạn, mình có thể kéo sang bên này. Kéo vào để cho cây nó quang để nó nảy lộc trên đây. Đây là cách phương pháp vít tỉa tạo tán các bạn nhé. Đấy, ta không tiếc được. Nếu mà chúng ta mà muốn để giữ cách này thì chúng ta phải vít sang ngang, còn quá thì các bạn cắt ra. Ví dụ như cành đầy chẳng hạn mình không vít mà mình cắt luôn cũng được các bạn này. Đây phương pháp này, ta cắt đây nó sẽ nảy nọc này. Nếu mà để đây thì đoạn này nó sẽ không có cành, nó sẽ bị cành mà quả nó sẽ không nhiều, mà càng nhiều cành tăm thì càng nhiều cành nhỏ thì nhiều quả. Thì cái này các bạn có vít xuống được nhưng mà tốt nhất là cái trên này thì ta có cắt để cho nó tròn tán này. Đấy, ta cắt cái này này. Đấy, các bạn nhé, cành này chúng ta có thể cắt ra để tạo tán tròn được, còn cái này nó nảy nọc nó tiếc thì các bạn để lấy làm ngọn, không còn vít cành này ra được đấy bạn này. Đây phương pháp vít tỉa tạo tán này. Đấy, nó nuôi nhiều cành ở dưới thì nó sẽ tốt hơn. Ví dụ cành này mình muốn bẻ ra đây cũng được các bạn này. Đấy, bẻ ra đây
Đấy, bẻ ra đây cho nó tròn tán ra chung quanh. Phần sẽ bẻ cành này cho nó bể ngang nó rộng luôn. Chúng ta có rộng luôn. Được chưa? Bẻ ngang nó rộng luôn này. Đấy, thì lấy cành này làm phần ngọn chẳng hạn. Ta bẻ những cành này ra chia đều ra, bẻ vít thế này. Tán nó sẽ đẹp các bạn này. Đấy, tán nó sẽ đẹp này. Và cành nào nằm ở dưới quá thì chúng ta cứ dùng kéo cắt bỏ đi. Các bạn nhé. Đây là phương pháp vít tỉa tạo tán nhé các bạn nhé. Thì nếu để đấy nó chỗ này toàn bộ có cành nhưng chỗ này không có cành. Không có cành các bạn nhé. Đó, cho nên các bạn có thể dùng cách là một là các bạn cắt như thế này thì nó sẽ nảy nọc ra đây, nó sẽ phát tán ra. Đấy, hai là các bạn cũng cắt, có thể nếu mà muốn hạ cái này ta sẽ cắt không tiếc thì ta sẽ hạ đây. Nếu không vít ta cắt đây. Đấy. Không vít ta cắt đây này. Thế nó sẽ nảy nọc ra, nó cân đều, nó chậm một tí nhưng mà nó sẽ nhiều tận nhiều cành con. Các bạn nhé, nhiều cành con, những cành này có thể cắt được này, nó không thích tỉa thì cắt luôn. Đấy các bạn nhé. Thế còn các chúng ta muốn kéo ra đây thì chúng ta vít nó sang đây thì nó sẽ rộng sang bề ngang sớm, nó rộng sang bề ngang sớm bạn này. Nhìn chỗ nào mà nó không có cành thì ở dưới ta sẽ kéo sang. Đấy các bạn, đây là hai phương pháp mà tạo tán từ lúc nhỏ. Và các bạn để ý cho mình là ở dưới gốc ấy thì các bạn đừng cắt nhiều. Gốc là cành già mà thì nó sẽ ra quả khai thác sớm, mà cành ở dưới gốc nó mới ngon bưởi các bạn nhé. Cho nên các cái cành này thì mình nhớ là chia sẻ các bạn là một là các bạn để thẳng thì các bạn sẽ bấm cắt vừa rồi để cho nó nảy nọc ra bạn nhé. Còn nếu mà chúng ta mà không muốn muốn cắt thì chỉ chúng ta tiếc thì chỉ chúng ta vít ra, vít kéo ra buộc dây xuống thì nó sẽ nảy nọc ở các cái chỗ này lên, nó nảy nọc hết đây lên, nó nảy nọc đây lên, nảy đây lên. Cành này nó sẽ rộng ra bên này sớm, tức là bề ngang phát triển cũng được, mà bề trên sau này nó chỉ tầm một thời gian ngắn là nó sẽ nảy thôi. Nó sẽ mưa là nó sẽ nảy lên đây, là chúng ta sẽ có các cả chỗ này không bị kín. Còn nếu để này thì nó sẽ bị bo tất chỗ này, mà chỗ này thì không gian này lại không có cành. Chỗ này là không có cành bạn nhé. Thì chúng ta vít cành xuống đây được. Đấy, ta vít kéo buộc dây xuống gốc như cái cành kia mình vít đấy. Để mình mang có một cái dây ra cho nên mình chỉ làm như vậy làm mẫu các bạn thôi. Còn tất cả những cành bây giờ là chúng ta nên tạo tán vào tháng cuối tháng 6 âm lịch là tốt nhất các bạn nhé. Bởi vì là từ tháng 6 âm lịch đi á thì là từ 6 âm lịch đi á thì là bắt đầu là nó mát rồi, thì mình uốn tỉa cả những cái cành như thế á thì là nó cũng không bị trơ, nó không bị hạn chế cháy thân cháy cành, cả các cây bưởi già cũng vậy các bạn. Bưởi già cũng vậy, chúng ta nên bắt đầu nhà mình bắt đầu từ tháng 6 âm lịch này đi, bắt đầu nhà mình bắt đầu mới các anh bắt đầu đang đến tỉa các cành khô, các cành tằm cửi các thứ, bởi vì trong quá trình nắng vừa rồi tháng 5 tháng 4 tháng quá cái tằm cửi mình không cắt đâu. Mình để che cho đỡ cháy quả các bạn. Đấy. Còn đây các sang cành già này nhà mình giờ mình bắt đầu mình cắt tỉa đợt thứ hai này. Đợt trước sau khi đậu quả là nhà mình đã cắt rồi. Còn đợt này thì bây giờ là mình đã bắt đầu cắt tỉa các cành này. Và hôm nay các anh cũng là nên làm cho hai anh cũng làm cho đằng bên kia. Đấy các bạn. Cắt tỉa có các cành cao quá, các cành bưởi già ấy, mà càng cao quá mà cây nó già lâu năm ấy thì các cành trên cũng phải cắt bỏ để cho nó trẻ hóa cơ các bạn. Nó phải trẻ hóa cơ. Để phải mang cả cưa cắt những cành ở trên ngọn ấy. Đây là các cái cành già này, các khô này cắt để tằm cửi cắt bây giờ này. Bởi vì nó để già sau đấy tằm cửi nó nảy nọc, nó nảy ra hoa, nó lại nhân bản ra các bạn. Đấy. Tại vào những cái mình bẻ cái vậy, em quay cái cây mờ cây này là mẫu cho mọi người đó. Đây, khi cây này là mình cách tỉa như thế thì cả cái cây này nó tán rất là tròn rộng các bạn này. Nếu mà nó không bị gì, cây năm nay năm nào cây này nhà mình cũng rất nhiều quả, và 200-300 quả cái bưởi này các bạn nhé. 200-300 bưởi nó nhiều cành tăm thì nó mới nhiều quả các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn chỗ nào nó dày cành. Đấy cành thì nó nhiều quả, còn nó bị sau mà khi nó cây nó già cỗi hoặc là nó bị kém, đôi khi là nó bị thải nhân tạo ấy, tức là nó khi nào nó nuôi mà nó yếu quá là tự chết ấy, thì mình cắt bỏ. Đấy, tự chết nó khi cắt bỏ sau chứ không cần phải cắt sớm quá cả. Còn tự nó thải rồi nó sẽ cắt được đấy, mình tỉa cắt một cái tỉa. Đấy. Đấy, quả cho mình nó lượt quả, nó sẽ nằm toàn bộ trong các cái thân cây các bạn nhé, toàn bộ trong thân cây nằm đâu góc nào cũng có quả, từ trên thân giữa cây chân đều có quả. Nên là còn các cái trên ngọn nó hơi quá thì các bạn có thể là cắt bỏ những cành khô, cách chặt cả trên ngọn để nó phát nọc mới, nọc trẻ hóa cây các bạn nhé. Bây giờ thì nó có tất cả tầm cửi nó chưa có hoa này, ta cắt luôn. Đấy, có hai đoạn, tức là cái giai đoạn tỉa cành của mình thì có hai đoạn là trong năm thì là mình cắt nhiều nhất, là thứ nhất là sau khi đậu quả thì nó bằng cái gón chân cái ấy, thì bắt đầu mình cắt tỉa, còn cuối năm thì mình ít cắt tỉa. Cái thứ hai là bây giờ là tháng 6 âm lịch và cuối tháng 6 âm lịch thì thời tiết nó cũng mát dịu hơn, nó giảm nắng nhiều để chữa cháy, thì bắt đầu mình lại ra tỉa tót cành các bạn nhé, ra tỉa tót cành. Đấy, có hai dạng tỉa cành như vậy. Bây giờ các anh mình cũng bắt đầu đang tỉa góc bên kia là cũng đang tỉa như vậy. Thế nên hôm nay mình chia sẻ các bạn cách tỉa cành như vậy, là bây giờ mình chọn hai giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn là cây còn nhỏ thì mình tạo tán từ lúc bé, thì mình phải tạo từ lúc cây nhỏ như vừa rồi để mình nuôi quả từ tầng 1, tầng thấp. Cành tầm thấp thì nó sẽ già, cành nó sẽ ra hoa đậu quả hơn, và cách cành tơ thì nó sẽ khó. Sau khi khai thác 2-3 năm ở tầng 1 rồi thì nó, hoặc 5-7 năm mà tán nó khép tán với nhau ấy, nó khép tán rau rồi thì bắt đầu mình đi lại khó rồi, thì bắt đầu mình cắt tỉa dưới để nuôi các thân quả trên. Còn các cành mà cây bưởi già như thế này mà một số bạn ấy, có như một số bạn bây giờ cũng gọi điện cho mình hỏi ấy,
thì là nên tỉa cây tán. Và lúc nào thì mình cũng chia sẻ luôn là một số cây bạn bảo bật độc rất khỏe, vì các bưởi của các bạn là bưởi tơ hoặc là nó đang khỏe thì các bạn cũng phải tỉa ngay giai đoạn này. Tức là để có nên tỉa không thì mình đã bảo nên tỉa bớt thôi chứ không phải là cắt tất. Tức là những cành nào mà nó mau thì mới cắt thôi, bởi vì những cành nó nảy nục để là năm nay thì sang năm nó sẽ có quả hoặc là cuối năm nó sẽ ra quả. Chính vì vậy là chúng ta nên để cành, còn tỉa những cành nào nó ở dưới gậm, nó rậm rạp, nó mau thôi các bạn thì ta vẫn phải tỉa. Còn chúng ta phải nuôi, còn cành nào nó dài quá, cao quá thì là chúng ta cắt bỏ những cành này, mình vứt về để này, nó nuôi quả khoảng cách này. Đấy, chỗ này đó, cái này nó mới phát sau này. Đấy, cái này nó sẽ có quả này. Đấy, cho nên mình vẫn phải để cây chứ các bạn. Đấy, cho nên nó sẽ chia không bị hở khe, không bị hở khe là nó chỗ nào cũng có quả. Ở ngoài quả đây như cái giờ nó bị vít cành này thì nó nảy nọc đây. Nếu mà cây này mà để thẳng thì chỗ này không có cành các bạn đâu. Đây này, mình vít ra đây thì giờ nó quả nó cả ở phần dưới này và chỗ này nó sẽ nảy cành lên và cây nó sẽ khai thác quả lên nữa các bạn. Đấy. Hoặc nó nảy đây nên cũng không vấn đề gì cả, sang năm hoặc là nó có lắp nào nó nảy đâu đây, chỗ này cũng có quả đất. Tức là chỗ nào cũng quả và tán nó rộng ra. Đó là cái phương pháp mà mình chia sẻ cách bạn cái tỉa tạo tán là như vậy. Một lần cảm ơn các bạn đã theo kênh Nhân Về, mình sẽ có video thiết thực nhất chia sẻ các bạn các kỹ thuật chăm sóc tỉa tót của cây bưởi. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại video sau. Xin chào.